Manchester United sẽ tái xuất sân đấu ngoại hạng Anh khi đối đầu với Sheffield United, một đội bóng mới tham gia giải đấu. Sau một chuỗi trận đầy biết bao và thất vọng, áp lực giành chiến thắng ngày càng tăng đối với Manchester United và một chiến thắng thuyết phục là điều cần thiết. Huấn luyện viên Erik ten Hag, người đang chịu áp lực lớn, không chỉ muốn đội nhà có điểm số tốt mà còn muốn xây dựng lại niềm tin từ các cầu thủ và người hâm mộ. Manchester United đang gặp nhiều khó khăn và vận đỏ dường như chưa mỉm cười với huấn luyện viên người Hà Lan. Với lực lượng vẫn đang bị sứt mẻ, huấn luyện viên Erik ten Hag đang đối mặt với thêm một tin tức không vui khi tiền vệ trụ cột Casemiro gặp chấn thương trong các trận giao hữu quốc tế cùng đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, có một tín hiệu tích cực khi Sergio Reguilón đã trở lại sau thời gian dài vắng mặt. Sao Manchester United đặt hy vọng vào Rasmus Højlund, sao một tài năng trẻ để giúp giải quyết vấn đề tại tuyến giữa. Có thể huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ sử dụng phương án đặt McTominay và Sofyan Amrabat cùng đá tại tuyến giữa. Amrabat được huấn luyện viên đội tuyển Maroc để dành cho các trận đấu cấp câu lạc bộ, nhấn mạnh mục tiêu cống hiến cho Manchester United. McTominay, người đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng cứu rỗi Manchester United trước Brentford, xứng đáng có thêm cơ hội ra sân. Dù thi đấu thường xuyên dưới kỳ vọng tại câu lạc bộ, McTominay luôn tỏa sáng khi khoác áo đội tuyển quốc gia Scotland. Huấn luyện viên Erik ten Hag có thể rắn giỏi học theo cách mà đồng nghiệp của mình sử dụng McTominay. Ở hàng công, Anthony sẽ trở lại tại hành lang cánh phải sau thời gian gây ồn ào ngoài sân cỏ. Dù không nổi bật lắm, Anthony vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho Manchester United tại vị trí này. Thiếu vắng Anthony, Manchester United gặp khó khăn khi cả Pérez Chai và Ahmad Diallo đều gặp chấn thương dài hạn. Sancho cũng đã phải chịu hậu quả của những vi phạm kỷ luật và đã bị gạch tên khỏi đội hình chính. Do đó, vai trò của Anthony trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.